Ok, chào các em Thì uh, uh, mình bắt đầu học nhé Buổi trước, tuần trước có phải là chúng ta đã được học Unit uh, 8, New Ways to Learn Phần Grammar là chúng ta được học Relative Clauses đúng không? Đấy, hôm nay là tiếp nối của buổi học tuần trước Thì uh, buổi học hôm nay cô chú trọng vào Ngữ Pháp Relative Adverbs Chính là trạng từ quan hệ cái mà lần trước các em cứ hỏi cô á và chúng ta sẽ có một cái phân biệt giữa where và which chúng ta sẽ đi phân biệt hai cái này xem nó khác nhau chỗ nào và trường hợp nào dùng where trường hợp nào dùng which ok Thế nào? nói về relative adverbs trạng từ liên hệ hoặc trạng từ quan hệ thì chúng ta đã được biết là trạng từ liên hệ nó sẽ có ba từ sau đây đầu tiên là when, why and where when là khi nào đúng không các em nó sẽ được dùng thay thế cho tiền ngữ tiền ngữ là từ đằng trước tiền ngữ chỉ thời gian ví dụ như là ngày hay là giờ hay là năm tháng vân vân ví dụ do you remember the day when you went to school for the first time thì the day tức là ngày ngày là thuộc về phạm chủ thời gian do đó chúng ta sẽ sử dụng trạng từ liên hệ when why thì cũng đơn giản nó sẽ dùng để thay thế cho cho à, nó sẽ được dùng khi tiền ngữ là từ reason nó xuất hiện từ reason thì đằng sau sẽ có why we don't know the reason why he didn't come to our meeting trường hợp why rất là dễ chỉ có điều là when và where này nó hơi phức tạp này nhiều bạn sẽ không thể phân biệt được khi nào dùng when khi nào dùng which hoặc khi nào dùng where khi nào dùng which đó, cái cái mà khó phân biệt nhất đó chính là where và which đó thì where nó sẽ được dùng thay thế cho tiền ngữ là từ chỉ nơi chốn về phạm trú nơi chốn ví dụ như city or village place school hoặc là vị trí đúng chưa nào ví dụ this is the place where he was born đây là cái nơi mà anh ta được sinh ra vậy thì lý thuyết chỉ uh, đơn giản là như vậy thôi cụ thể là như thế nào where và which where này chúng ta so sánh hai cái từ này nhé where là trạng từ quan hệ trong khi đó which là đại từ quan hệ Where sẽ thay thế cho cụm từ chỉ nơi trốn nhé? When sẽ thay thế cho thời gian vì vậy cho nên là mình sẽ phải có giới từ nhé cụm từ chỉ nơi trốn và cụm từ chỉ thời gian thì bao giờ nó cũng có giới từ đúng không em ví dụ như là on the table chẳng hạn hay là in the morning đúng không các bạn đều biết điều đó thì phải có giới từ nhưng which thì nó chỉ thay thế cho tiền ngữ chỉ vật mà thôi nhé Vật á, mình đã được học từ tuần trước Which là thay thế cho vật Vậy cho nên nó không có giới từ Đúng chưa nào Vậy cái khác biệt lớn nhất giữa hai cái 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 thằng này Là một cái có giới từ Một cái không có giới từ Ví dụ, nhìn vào ví dụ để biết này Chúng ta có hai câu This is a bag I put my book in this bag Vậy in this bag Là cụm từ chỉ nơi trốn trong cặp sách đúng không nào. Vậy hai câu này nó liên kết với nhau bằng từ this bag. Mình nối nó lại bằng where vì nó có giới từ in. Đúng chưa nào? This is a bag where I put my books. Lúc này có where rồi sẽ không có giới từ in nữa. Nhìn sang ví dụ ở bên cột which này. Vẫn là this is a bag nhưng mà chúng ta có the bag is expensive. Vậy hai câu này trùng nhau ở the bag. Không có cụm từ chỉ thời gian nơi chốn nào cả, không có giới từ. Vì vậy nên mình dùng which. This is a bag which is expensive. Vậy nói tóm lại là một thằng là các em thấy có cụm từ chỉ thời gian hoặc nơi trốn xuất hiện thì mình sẽ dùng where và when còn khi nào mà chúng ta thấy nó không có cụm từ chỉ thời gian hay nơi trốn không có giới từ mình sẽ dùng which như bình thường đi sâu hơn vào này các em nhìn trên bảng cho cô cô có bốn câu đều là the city this is the city nhưng mà nó sẽ được điền là where và which khác nhau vậy cho nên đương nhiên là nó sẽ không phụ thuộc vào cái tiền ngữ tức là the city để xác định xem là mình điền where hay là which mà nó xác định bởi cái thành phần đằng sau nó để mình sẽ đi tìm hiểu nhé câu đầu tiên này the first sentence this is a city chấm 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 i live vậy câu này thành phần bị thiếu của nó là cái gì các em đọc câu này lên các em thấy rất thiếu đúng không vậy mình sẽ điền thêm cái thành phần bị thiếu vào nhé mình tự tưởng tượng ra này This is the city. Đây à, cả, gọi là cái thành phố này đúng không? Chấm này. I live in this city là thành phần bị thiếu đúng không? Vậy in this city là thành phần bị thiếu. Vậy các em đã thấy xuất hiện cụm từ chỉ nơi chốn chưa? In the city có giới từ chưa? Vậy có giới từ thì mình đúng. Where câu thứ hai. This is the city I live In vậy thành phần bị thiếu của nó là This city thành phần bị thiếu chỉ là danh từ This city không có giới từ vậy mình điền Which hai câu này khác nhau ở chỗ là một câu thì nó đã có in rồi một câu thì nó chưa có in vậy mình sẽ xét cái thành phần bị thiếu thành phần bị thiếu mà chứa giới từ thì mình dùng where thành phần bị thiếu mà không chứa giới từ chỉ là danh từ thôi thì mình dùng which nhá. Ok chưa? Câu số 3 này. This is a city. chấm 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 cái gì đó is very big. Vậy thành phần bị thiếu của mình là this city is very big. Thành phần bị thiếu là this city. Không có giới từ. No preposition here. Đây mình sẽ điền which. Câu cuối cùng, This is a city I like. Vậy thành phần bị thiếu của mình là This city. I like this city mà. Do đó, đó, không có giấy từ gì. Thì mình sẽ điền là which. Rồi, vậy thì với bốn cái ví dụ như thế này thì mình sẽ có một cái mẹo nho nhỏ đó chính là khi mà mình gặp một cái câu mà mình không biết là dùng where hay là dùng which thì các em hãy làm cho cô một thao tác đó chính là thêm vào các thành phần còn thiếu. Như cô đã đã vừa thêm vào bốn cái cái câu này này. Thì mình sau khi thêm các thành phần còn thiếu, mình xác định xem trong cái thành phần còn thiếu đấy có chứa giới từ hay không, có chứa preposition hay không. Nếu có thì mình sẽ dùng where. Nếu không có chỉ là danh từ không thì mình dùng which ok chưa rồi vậy mình xét nhiều hơn một chút các ví dụ sau đây để mình biết thêm này Đó. À, bạn nào mà không nhìn thấy cái gì thì bảo cô nhé đây chúng ta xét ví dụ thứ nhất chúng ta có hai câu phải nối lại thành một câu đúng không sử dụng mệnh đề quan hệ đúng không các em hoặc là mệnh đề tính ngữ Ừ. vậy chúng ta có hai câu như sau I live in a city chấm I study in the city à, vậy chúng ta thấy có một cái chung đó chính là the city do đó cho nên là mình sẽ dùng bằng những cách sau đây thứ nhất là bởi vì nó có chứa cụm từ chỉ nơi chốn in the city cho nên chắc chắn là mình sẽ dùng where được này I live in the city where I study. Được chưa? Hoặc có một cách khác là chúng ta dùng that và which nhưng bắt buộc phải có giới từ in ở cuối. I live in the city that or which I study in. Cách thứ ba, cách cuối cùng là mình đảo preposition in lên trước đại từ quan hệ which. Rồi nhé chúng ta sẽ đảo lên trước đại từ quan hệ which, ok chưa nào? I live in the city in which I study. khi mà chúng ta đảo đại từ quan hệ lên um, preposition lên trước này này thì mình sẽ chỉ được sử dụng với which và whom thôi nhé. mình không sử dụng that trong trường hợp này. đây là ba cái trường hợp mà mình có thể kết nối khi mà xuất hiện cụm từ chỉ thời gian hoặc nơi chốn. ví dụ thứ hai Thôi, ví dụ thứ hai này. Các em nhìn vào ví dụ thứ hai. The bar in Barcelona is still there. I met my wife in that bar. Cái bar này ai cũng biết rồi đúng không? Đi bar đi bủng ấy. Ở Barcelona, một thành phố. Đúng chưa? Vẫn ở đó. is still there. I met my wife in that bar. Vậy chúng ta lại thấy xuất hiện cụm từ chỉ nơi trốn nhé. In that bar. Có giấy từ. Vậy nên là mình sẽ dùng where được này. The bar in Barcelona where I met my wife is still there. Là cách thứ nhất. Cách thứ hai là mình dùng that và which nhưng mà phải có giới từ in. The bar in Barcelona that which I met my wife in is still there. Cái thứ hai là mình đảo in lên trước which. Thế thôi. Trường hợp cuối cùng này. Uh, cái vấn đề này nó nghe thì tưởng dễ nhưng mà không dễ đâu nhá các bạn đã hay sai ở đây đấy cho nên là các bạn chú ý lắng nghe đi không mất tập trung nha được chưa xong rồi thứ ba này the summer was long and hot mùa hè thì dài và nóng đúng không I graduated Tôi tốt nghiệp from university in the summer. Tôi tốt nghiệp làm sao đây ạ? Từ uh, tôi tốt nghiệp đại học trong mùa hè in the summer cũng từ chỉ thời gian. Chúng ta sẽ dùng gì ạ? Thời gian thì chúng ta dùng when. The summer when I graduated from the university was long and hot. Dạ. Cách thứ hai là mình thay thế bằng that which và preposition in. Thế thôi. Cách thứ ba là mình đảo preposition lên trước which, không dùng that. Rồi, vậy thì đó là ba cách mà các em có thể viết lại câu. Một cách là chúng ta sử dụng đơn giản là dùng where và when khi có cụm từ chỉ nơi chốn hoặc là thời gian. Cách thứ hai là mình dùng that hoặc which nhưng có giới từ ở cuối. Cách thứ ba là đảo preposition lên ngay trước which. Rồi, vậy thì uh, Ngữ pháp của chúng ta chỉ thế thôi Sau đây thì các bạn sẽ làm cho cô Phần bài tập Truy cập vào link Và sau đó các bạn làm bài tập cho cô nhé uh, Xem nào Link bài tập của chúng ta đây Chúng ta làm ngay tại lớp Sau đó là cô sẽ chữa Hôm nay lý thuyết của chúng ta chỉ đến đó thôi Còn lại là thời gian các em làm bài tập Ok chưa đây nhá đừng chat nữa cô vừa gửi link vào trong nhóm đấy các em copy link và sau đó làm bài đi cô giúp các bạn phân biệt giữa where và which thì các bạn làm cái bài tập này theo như cái kiến thức vừa nãy cô giảng lần này hơi lâu. thì đáp án thì chỉ có where và which thôi vì mình chỉ đang chú trọng vào phân biệt hai cái hai cái của nợ này thôi ấy. cô nhắc lại nhé là which nó sẽ sẽ chỉ thay thế cho tiền ngữ chỉ vật còn where là nó thay thế cho tiền ngữ chỉ nơi trốn nhé các em nhé mà nơi trốn thì nó sẽ phải có cụ từ chỉ nơi trốn mà nó có giới từ preposition vậy thì cái cách này uh, từ từ share này đây lại nhá cái cách mà chúng ta xác định xem là where hay là when dựa vào bốn cái ví dụ này bốn cái câu này thì đều bắt đầu bằng this is the city cho nên chúng ta sẽ không dựa vào cái the city để chúng ta xác định là where hay là which mà chúng ta phải dựa vào cái thành phần đằng sau cụ thể là cái thành phần bị thiếu the missing words các em đọc cái câu này lên thì các em thấy nó rất là thiếu đúng không this this is the city i live i live gì vậy chúng ta tự mình thêm vào cái thành phần bị thiếu nhé vậy thì this is the city chấm i live in this city vậy chúng ta thấy xuất hiện giới từ in mà đã xuất hiện giới từ thì phải là where đó còn lại this is a city I live in vậy thành phần bị thiếu là I live in this city không có giới từ trong thành phần bị thiếu thì chúng ta sẽ dùng là which tương tự đối với hai câu còn lại thành phần bị thiếu đều là this city cho nên là mình dùng which đó là cái cách mà các em xác định nhé các em có thể sử dụng cái cách là xác định thành phần bị thiếu này hoặc là các em xác định xem là uh, đây lăn hơi quá đó. rồi một là xác định thành phần bị thiếu hai là mình thấy cái cái gọi là cái đề bài nó cho hai cái câu như thế này thấy xuất hiện cái cụm từ chỉ thời gian hoặc nơi chốn in the bag hoặc là in the morning hay là gì đó thì mình biết ngay là mình sẽ được dùng where hoặc là when. Hoặc là như cô nói buổi trước đúng không? Mình xác định xem là cái cái câu ấy nó có sử dụng giới từ hay không, cái động từ ấy nó có đi với giới từ hay không. Ví dụ như động từ live thì thường hay là đi với giới từ uh, live in somewhere chẳng hạn nó. Nhưng động từ visit thì nó không đi với giới từ nào. Vậy cho nên thường visit nó sẽ không có sử dụng where hoặc là cũng, hoặc là động từ stay thì thường chúng ta thấy nó đi với giới từ at stay at home chẳng hạn hoặc là stay at office thì mình đương nhiên là mình sẽ dùng que được đó thì đó là các cách mà các bạn làm bài tập có giới từ thì là que không có giới từ thì là which khác nhau chỉ thế thôi bởi vì where nó là thay thế cho nơi trốn when là thay thế cho thời gian mà nơi trốn vào thời gian thì phải có giấy từ Phải có giấy từ ý. Còn thằng Witch thì nó chỉ thay thế cho vật Mà vật thì không có giới từ ừ. Rồi. Xem các bạn làm bài như thế nào nhé Đấy. Bài dễ nhỉ 16 bạn làm nhanh thế nào. Có Hồng Anh được đoàn được được 15 trên 15 này sáng 9 15 đoạn quang minh cũng ok này chưa chớp gì huy vũ phun điểm đấy tiến đạt v ngân ngân lại sai gì vậy quang huy được 4 rồi này, này huấn huân ngọc hà thanh này cũng tuấn thành xa cũng ok được đừng cao lâm phong lâm phong đừng nửa à, ok các bạn đừng vội làm nhé nếu như bạn nào mà cảm thấy chưa sure chưa chắc chắn thì các bạn nhắn cho cô để cô cho các bạn xem lại slide chứ chắc cô nghĩ là vừa nãy các bạn chưa nghe đâu vì các bạn còn mà đang mải Kệ nhau đúng không Giờ chúng ta tập trung vào nhé Kệ kệ các bạn bên ngoài đi ờ, Cô báo cho cô rồi, Cô sẽ cho các bạn lên ra Đây này Có một số bạn rất là cao Bạn Hoàng được 13 này Bạn Mạnh được 14 này Linh được có 8 này Tuấn Dũng được full điểm này ghi ra được được có 10 15 Lát nữa cô xem nhé Minh Đức Đó, Gia Linh 11 15 cơ chung 11 15 Sa 14 này Thành 15 Hà 8 Huân 15 Huy 4 Ngân 9 Tiến Đạt 15 Đạt Khán nhỉ Vũ 15 Minh 13 Minh 13 Hồng Anh 15 em nhé Có xem được kết quả Cô chưa gửi kết quả Để cho các bạn làm bài hết đi đã Không thì các bạn cứ Làm vớ vẩn xong rồi các bạn xem kết quả Các bạn vào các bạn tích đúng thì Chả có ích gì à, Làm đi xong rồi Đi nhé Khi các em làm xong cô chỉ cần bấm cho điểm là Các em nhận được điểm này Đó Rồi Chữ bài nhé các em ok uh, xem nào dài nhỉ rồi vậy thì với một cái bài như thế này chúng ta cứ xác định như lúc nãy mình được học phần lý thuyết phải không nào đầu tiên chúng ta xác định từng câu một nhé that city này phải chấm 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 is mostly famous for its fountain is Rome vậy mình tìm cái thành phần còn thiếu phải không nào Vậy thành phần còn thiếu ở đây Mình tách ra làm hai câu That city is Rome That city is mostly famous for its fountain Vậy là thành phần còn thiếu là That city không có giới từ Mình chọn which Đúng chưa? Do you know the drawer này? Your mother keeps her jewelry in the drawer đúng không? Vậy thành phần còn thiếu là in the drawer. Vậy là chúng ta phải dùng where vì nó có in mà. Tiếp Vegas is a city. I got married in Vegas. Vậy cho nên mình dùng where vì nó có giấy từ in ở trong thành phần còn thiếu. Cô giảng nhé các bạn chú ý lắng nghe thì các bạn mới hiểu được. Tiếp này. Paris is the capital of France. chấm đúng chưa? Câu thứ hai, Paris is one of the most desired destination. Vậy thành phần còn thiếu chỉ là Paris. Không có giới từ. Chúng ta cho là which. Tiếp. The university is Davis đúng không? I got my education in that university. Ở đây chúng ta có cụ in that university thì mình phải dùng where. Đúng chưa? Đây này cái trường đại học mà tôi uh, tôi được gọi là được học, được tốt nghiệp ấy, tên là Davis. Đây Davis không phải tên người đâu nhá, tên trường á. Mình có bạn nào tên là Hoàng không vậy? Ngồi ra Rồi, tiếp này. Rồi nhá, vậy chúng ta dùng where ở đây. Tiếp, the bridge, cây cầu. Được chưa? Is being rebuilt now. Là một câu. chấm the bridge was damaged by a hurricane. Vậy thành phần còn thiếu của ta là the bridge, cây cầu, which next sentence, do you still remember the restaurant we met in that restaurant là thành phần bị thiếu đúng không? vậy chúng ta dùng where tiếp yep. this is the place the accident took place in that place đúng không? vậy là where đó nó rất đơn giản các bạn uh, tách nó ra thành hai câu Xong xác định thành phần còn thiếu thì uh, mình sẽ biết được cái 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 chỗ nào mà mình cần giới từ cần where that is a famous Egyptian palace này rồi xong rồi lại cái gì nữa Egyptian palace is known worldwide đúng không nổi tiếng trên toàn thế giới để mình dùng which không có giới từ mà have you visited the muse museum Uh, the museum was one church bạn đã gọi là ghé thăm cái cái museum ấy chưa cái museum ấy ngày xưa là nhà thờ Vậy mình dùng which the factory này cái nhà máy này was shut down two years ago này the factory is currently functioning không có giấy từ Vậy mình dùng which has anybody seen the box có ai nhìn thấy hộp không? I put my tools in that box. Vậy mình dùng where. The hotel is very close to my house. Cái khách sạn rất gần nhà tôi. I work in the hotel. Vậy dùng where. Have you been to the cafe? The cafe is run by my friend Andrew. Run by là gọi là điều hành ấy. Cái, cái những cái quán cà phê mở bởi bạn tôi Andrew đấy cho mình dùng which không có giấy từ how can I go to the beach tôi làm cách nào để đi tới bãi biển này we used to hang out at the beach đúng chưa đấy, có giấy từ at chúng ta dùng where ok chưa bài thì nó như thế thôi cái quan trọng vẫn là mình tách nó ra làm hai câu Tách nó ra làm hai câu vì bình thường nó là hai câu ngon hai câu rời. Sau đó mình mới dùng đại từ quan hệ và trạng từ liên hệ để mình nối nó thành một câu. Mình tách nó ra làm hai câu bản bản gốc á, gốc của nó. Sau đó mình uh, xác định xem là cái thành phần còn thiếu nó là có giới từ hay không có giới từ. Vậy thôi. Uh, bài này thì khá là nhiều bạn được 15 điểm nhé có tận 7 bạn được 15 điểm cơ mà. Số bạn được 14, 13 điểm cũng rất nhiều này. Bạn mà từ 5 5 điểm 78 thì có 7 bạn. Dưới gọi là dưới 5 ấy thì có hai bạn thôi. muốn nhiều. Bài này lớp mình làm rất là tốt. Ok. À, rồi, đây thì bài học của chúng ta kết thúc ở đây ngày hôm nay. Không có bài tập về nhà nhá. Các em làm cho cô duy nhất một bài tập về nhà tuần này đó chính là bài viết văn. Nhớ làm cho cô sau đó nộp lại trước trưa ngày chủ nhật được không nào rồi bây giờ chúng mình tan lớp nhé